Trân chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nè, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Vào buổi chiều hôm nay thì em kính mời cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá một khu nghỉ dưỡng tại tổ 4 ấp Cửa Lắc, xã Dương Tơ của thành phố Phú Quốc. Từ đây mình đi xuống bãi biển bãi tắm cô chú có 100m thôi, rất là gần luôn. Vào buổi chiều hôm nay thì em kính mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân em để review một khu nghỉ dưỡng cực kỳ xinh đẹp, giá thì quá rẻ luôn cô chú, đó là Familia Resort Phú Quốc. Em đang đứng trước tại khu vực ở khu vực phía ngoài. Ở đây thì có khu vực bãi đậu xe, được xe từ 5 đến 45 chỗ chạy vào thì rất là thoải mái cô chú. Đường thì rất là rộng, sạch đẹp lắm. Từ trung tâm thị trấn Dương Đông lên tới khu vực khu nghỉ dưỡng này thì mất chừng khoảng 4,5 số cô chú, cũng khá là gần nha. Cô chú chịu các bạn nhanh tay liên hệ đặt phòng cô bên em để có giá cả hợp lý và rẻ nhất và ưu đãi nhất có thể nha. Qua số điện thoại Zalo 0944633911 hoặc Viber 0987777433 nha. Đây là khu vực sảnh chính, khu vực lễ tân của khu nghỉ dưỡng Familia Resort cô chú. Rất là đẹp nha. Gần trung tâm cách khoảng 4,5 số thôi, còn cách sân bay quốc tế Phú Quốc thì cũng khoảng tầm 5,5 đến 6 số cô chú, rất là gần luôn. Ở không gian phòng lễ tân nè, rất là sang trọng, rộng rãi, sạch đẹp cô chú. Ở phía trên thì có khu vực bếp nấu ăn chung nữa, tí nữa thì em sẽ lên và quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nha. Đây là khu vực hồ bơi, có hồ bơi luôn. Hồ bơi này đột sụt nước đó cô chú, bị gì á nên nó ngã màu gì chứ thường nó trong xanh mà. Ở đây thì có tất cả là khoảng 15-16 bồn cô chú, rất là đẹp nha. Quan cảnh ở đây thì vào buổi chiều thì mình đi tản bộ ở được khu nghỉ dưỡng như thế này cực kỳ chill luôn, mát mẻ, gần bãi biển nè, gần trung tâm nè, gần sân bay nè, còn gì bằng nữa. Có hồ bơi, có bếp nấu ăn chung cô chú ở phía trên. Đường đi thì rất là dễ đi luôn. Bây giờ em kính mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân em để đi vào một căn phòng đầy đủ tất cả các tiện nghi mà giá thì cực rẻ luôn. Resort này của mình hoạt động lâu chưa anh? Ở đây ở phía sau là những bung đó cô chú, rất là đẹp luôn. Đường đi thì sạch đẹp, có những cây xanh ở trồng ở chặng giữa đường đi như thế này nè cô chú. Ở phía trước những bung thì có bàn ghế này kia cho khách mình ra ngắm cảnh rồi thư giãn hút thuốc ở phía ngoài cô chú. Rồi em kính mời cô chú anh chị các bạn mình cùng vào bên trong phòng để review và tham quan cùng với em vào buổi chiều này nha. Bên trong phòng cô chú anh chị các bạn mình thấy ra nệm màu trắng á, nhìn rất là sạch đẹp nha. Ở đây mình có kệ để sách nè, tủ này, tủ đồ gì cô chú, để em coi, nhìn rất là dễ thương luôn. Tủ đựng đồ thiết kế rất là dễ thương nha. Ở phía bên có tủ lạnh nè, có kệ để tủ để tivi, thì có mấy cái hộp mình để đựng đồ, tủ đồ cô chú. Phòng này thì phòng đơn dành cho hai người lớn và một trẻ nhỏ. Cô chú, đây là khu vực toilet, nhà vệ sinh nha. Đó.
không gian một căn phòng ấm cúng mà sạch sạch sẽ lắm, gần trung tâm nữa, gần gần khu vực gần khu vực bãi biển nữa. Còn gì bằng nữa ha. Giá phòng hiện tại phòng dành cho hai người lớn là chỉ có 400 thôi cô chú, rất là rẻ nha. Dạ dạ em có bấm nè. Một căn phòng như thế này mà có giá thì rẻ, quá rẻ luôn cô chú. Mình có thể mình di chuyển, mình đi chợ, mình mua đồ ăn và mình tự chế biến cho gia đình và người thân của mình ở khu vực bếp ăn chung của khu nghỉ dưỡng Familia Resort này nhé. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục di chuyển đến căn phòng tiếp theo để quay cho cô chú chị các bạn cùng xem. Ủa rút ra nó vẫn còn sáng ha. Nó đang bị cái mắt từ này nó đang ấy. Đang bị một hai phòng nó đang nó chỉ từ. Anh cứ đóng cửa vào là nó tắt. Ở đây mình có mới nãy em thấy có tầng trên đó ha. Cái dãy ở phía trước. Đây này cô chú, những bung được thiết kế rất là nhỏ gọn và rất là xinh xắn luôn nha. Ở đây thì có những cây ăn trái, vú sữa, ổi gì này, mít, đu đủ. Những căn phòng được thiết kế rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị các bạn mình nhanh tay liên hệ đặt phòng để được có giá ưu đãi và hữu hiệu nhất nha. Phòng đơn hai người có 400 thôi cô chú. Có bếp ăn chung, hồ bơi mà gần bãi tắm, bãi biển riêng, bãi tắm nữa, quá là tuyệt vời luôn. Đây là một căn phòng dành cho gia đình 4 người. Cô chú, ở đây thì có cây mít, có những trái mít nè. Đây, em sẽ đi vào bên trong một căn phòng family dành cho gia đình nha. Trong phòng này là hai giường lớn, giường khổ 1m8 hết cô chú. Có tủ đựng đồ chẳng giữa, kệ để sách nè. Có dép đi trong khu không gian phòng, tủ lạnh, tủ để tivi nhìn rất là đẹp luôn cô chú. Đây là khu vực tủ đựng quần áo của mình nè. Được thiết kế rất là đẹp nha. Ít mà có khu nghỉ dưỡng nào mà gần trung tâm mà giá rẻ lắm cô chú. Có bảy tấm sát một bên, cách chỉ 100m thôi. Căn phòng này thì dành cho 4 người lớn và hai trẻ nhỏ, tính ra là 6 người cô chú. 6 người mà có 600.000 một đêm thôi, không thể tin vào mắt mình luôn á. 6 người 600.000, tính ra như tỷ mình 4 người lớn, người chia ra khoảng chừng 100.000 đêm thôi cô chú, 150.000 rất là rẻ luôn nha. Đây là khu vực nhà vệ sinh, rất là đẹp luôn. Nói chung là full nội thất hết cô chú. Một căn phòng như thế này mà có giá thì rẻ quá nha. Ở đây thì cô chú anh chị các bạn mình thấy là tông màu trắng hết, chủ đạo là màu trắng với gỗ. Một căn phòng như thế này thì có giá 600.000 thì cô chú anh chị các bạn mình không thể nào mà tin nổi luôn á, rất là rẻ. Hai bữa trước thì em có quay một khu nghỉ dưỡng 5 sao Thiên Thanh Resort mà em chưa có chỉnh sửa và up lên cô chú, cũng gửi đến cho cô chú ở nước ngoài, cô đặc biệt là cô chú ở Úc nè, anh chị ở Mỹ tính kêu em đặt phòng á, anh chị ở Mỹ kêu em kết bạn Viber đâu. Thì phòng ba người. Phòng này ba người ha.
Ở phía đây là phòng 4 người, còn phòng đây là phòng 3 người cô chú. Những căn phòng, phòng số 8, phía đây phòng số 10. Ở phía sau thì có dãy khu vực nhà vệ sinh, khu vực nhà vệ sinh chung. Còn trong phòng thì mỗi phòng đều có khu vực toilet, nhà toilet chung hết cô, toilet riêng hết cô chú. Còn ở phía sau thì khu vực nhà vệ sinh chung. Rồi cái phòng này nó cái phòng đây này, phòng này phòng hai giường nhưng mà nó là ba người thôi, một giường lớn hay một phòng nhỏ. Đấy là tất cả mọi thứ, nó sẽ có một cái máy sấy tóc như kia mà. Phòng này 4-500 thôi. Phòng này là lớp trên như phòng kia là 100. Đây, phòng này là phòng 2 giường 3 người của chú, mà giường này khổ 1m2, 1m6 với 1m8 như nè. Phòng này dành cho 3 người lớn và một trẻ nhỏ nha. Phòng này thì có giá thì rẻ hơn ở bên kia 100.000 một đêm của chú. Rất là rẻ luôn. Ở đây thì có máy sấy nè, tivi. TV này chắc kết nối với YouTube Wi-Fi không cô chú. Đặc biệt là thích những cái tủ đồ mà thiết kế như dạng thế này nè. Bên trong có móc. Một căn phòng. Một căn phòng rất là xinh xắn luôn. Ở bên trong phòng thì không thấy thứ gì hết trơn cô chú. Đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết, mà giá phòng thì rất là rẻ luôn. Bây giờ thì ở đây thì giá phòng thì bình dân lắm cô chú. Bây giờ em sẽ ra khu vực phía ngoài và tiếp tục và quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nữa nha. Phòng này là phòng 2 giường mà có một giường nhỏ, ở được 3 người cô chú. Ở phía sau mình có máy giặt. Em rút thẻ ra. Dạ. Em tắt đèn. Không, có những cái mình tự tắt mà. Dạ. Thẻ là đóng cửa và nó tự tắt. Dạ. Ở đây là máy giặt này là mình cho khách mình sử dụng không anh? Hay là mình giặt mướn? Cái máy giặt này thì nó đang bị hỏng, nhưng mà trước có thì khách ra đến nữa, người ta là lâu thì người ta phải mua sạc bông, người ta tự giặt. Tự giặt ha. Bên cạnh thì có giặt thuê. Dạ. Ở khu vực phía sau có máy giặt cô chú, là khu vực toilet, toilet chung. Còn mỗi phòng thì đều có toilet nhà vệ sinh riêng hết. Không gian thì rất là mát mẻ luôn, rất là thân thiện với thiên nhiên. Ở đây thì yên tĩnh, sạch đẹp lắm cô chú. Thoáng, có những vườn cây như thế này nè, rất là thích hợp cho mà anh chị mà khoảng 3-4 chục tuổi. Cô chú lớn tuổi rồi ở khu vực này thì đúng luôn á, rất là đẹp luôn nha. Đó, 400.000 nè, 500.000, 600.000, chỉ có 3 giá thôi cô chú. Một khu resort như thế này mà phòng dành cho 4 người, 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ mà chỉ có 600.000 thôi cô chú, chị và các bạn mình không thể tin luôn á. Như tỷ phòng đơn dành cho 2 người chỉ có 400 thôi. Còn 3 người thì 500, trên là chỉ có 100, trên 100 thôi cô chú. Đó.
Đây em sẽ đi lên khu vực phía bếp nấu ăn chung, quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một tí nha. Bữa nay hết gió rồi, tàu hoạt động lại bình thường rồi cô chú. Đường này, cầu thang này đi lên khu vực bếp nấu ăn chung nè. Em sẽ đi lên quay cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem nha. Dạ. Đó, khu vực ở tầng 2 là bếp nấu ăn chung của khách. Ở đây có một view ngắm cảnh rất là đẹp luôn cô chú. Đây nè. Ở trên cao. Sát một bên lộ chính luôn, đường Trần Hưng Đạo. Còn bếp lẩu kia, bếp nướng kia. Dạ. Còn ở phía camera của em và mình đi thẳng là khu vực bãi biển bãi tắm 100m thôi cô chú, rất là gần nha. Kế bên là khu nghỉ dưỡng Outhou Resort. Mà giờ đóng cửa rồi cô chú. Lúc trước thì em có bắt khách ở bên Outhou Resort này nè. À. Không gian ở đây là khu vực bếp dành cho khách mình lên đây nấu. Dạ. Cái phía trước này là của anh luôn hay sao? Anh. Dạ. Dạ. Ở phía trước thì có quán cà phê của chú. Mùa này là mùa của khách nước ngoài á. À, mùa Noel Tết Tây sắp đến mà khách nước ngoài các nước đổ về Phú Quốc này thì rất là nhộn nhịp luôn. Tại vì ở bản lạnh á, qua đây chú đông á cô chú, ở bản lạnh lắm. Ở đây mình nấu ăn mình xong mình đem ra bàn mình ăn, mình ngắm cảnh ở khu vực phía trên, khu vực bếp nấu ăn chung này rất là thoáng cô chú. Đó, nồi niêu son chảo đồ đầy đủ hết. Mình muốn dạ mình muốn tự đi chợ mình nấu ăn thì lên trên này mình tự nấu, còn không thôi mình đặt nhà hàng á anh. Không, có những người ta đến đây là đi chợ mua đỡ được đồ cho người ta. Dạ. Xong về mình nấu mình mang đi rồi ăn. Dạ. 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 Vậy ha. Ừ. À, anh cũng như là bên khu nghỉ dưỡng anh là nấu cho khách đó ha. À, còn như tỷ khách muốn nấu thì nấu vẫn được. Dạ. Dạ. Ở đây thì đường rất là thông thoáng dễ đi luôn cô chú. Lộ rất là rộng nha, có một view ngắm cảnh nè. À, vào buổi chiều như thế nào cô chú anh chị và các bạn mình thấy cảnh rất là đẹp không? Kế bên là Long Beach Roof. À, đây là khu vực nấu ăn chung. À, đi thẳng ra phía ở phía sau cô chú anh chị và các bạn mình thấy ở trên nè, có view hồ bơi nè. Những dãy, những bung. Ở đây thì có lò nướng. Nói chung là mình muốn nấu mình ấy lên đây mình tự nấu hoặc là thuê ở bên khu nghỉ dưỡng nấu á cô chú, rất là rẻ luôn. Ở đây xung quanh thì có treo những chậu lan ha. À, rất là đẹp. Đó. Mình như tỷ mình muốn giặt, mình ở lâu thì có máy giặt đầy đủ tất cả các tiện nghi hết. Còn không thôi thì mình thuê kế bên cô chú. Kế bên đây. Này, ngay chỗ cái dách to này nè là có cho thuê có giặt đồ thuê, giặt đồ mướn ở khu vực kế bên luôn cô chú, rất là tiện. À, đi lại thì rất là thuận tiện luôn á. Bãi biển buổi chiều á cô chú anh chị các bạn mình thấy khách tay không? À, khách tay, khách nước ngoài đồ di chuyển đi tắm ở bãi biển lên rất là đông luôn á. À, đường xuống bãi biển thì rất là gần, sát một bên thôi. À, rồi cô chú, rồi video em cũng đã dài, cô chú chị các bạn xem video em thấy hay cho em xin một like nha, comment chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú chị các bạn vào một clip tiếp theo. Em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú chị các bạn mình nha.
Bye bye.